cơm nha. Chuyện gì con? Không nhảy vô. Miếng thịt gà luôn đi. Không. Ăn không? Em không thích ăn thịt gà, em thích ăn gà. Gà thì bên nhà mẹ có chứ đây có đâu. Con nước sao sang lấy chưa? Ừ. Nước sao sang lấy đi. Tan cho con mà. Ừ nhà. Không phải tăm mà là cái dây chuyền dinh dưỡng này. Đấy nhá, nó là tăm à. Nó là ăn đi vô, nó ra các bạn, nó bảo đây là dây chuyền dinh dưỡng.
Tím này. Tiền nhé. Thank you.
Anh nhớ không có làm sao? Thì thôi. Em nhanh.